Hi, xin chào các bạn đang nhìn thấy đây là phiên bản nâng cấp đời 2018 của thế hệ VOS thứ 3 có mặt trên thị trường từ năm 2014. So với đợt nâng cấp giữa đời lần đầu tiên vào năm 2016, tập trung vào cái việc thay đổi mạnh mẽ ở cái phần chất, tức nghĩa là phần động cơ và hộp số, thì cái đợt nâng cấp giữa đời lần thứ 2 này, VOS 2018 nó thay đổi rất là mạnh mẽ ở phần ngoại hình cũng như là nội thất. Bên cạnh đó, Toyota cũng bổ sung rất nhiều những trang bị tiện nghi và an toàn để VOS 2018 có thêm tính cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B phổ thông đang rất là hot hiện nay. Và vì lý do đó mà giá của VOS 2018 cũng tăng đáng kể, từ hơn 20 triệu đồng cho đến gần 40 triệu đồng cho 3 phiên bản. Và phiên bản các bạn đang nhìn thấy trong ngày hôm nay là phiên bản VOS G, phiên bản cao cấp nhất, có giá là 606 triệu đồng, cao hơn 7 triệu đồng so với lại chiếc Honda City 1.5 Turbo. Mặc dù chỉ là phiên bản nâng cấp giữa đời, nhưng Toyota đã đập đi xây lại gương mặt của VOS. Bây giờ gương mặt của VOS 2018 nó có nét kiểu hình chữ V, tức nghĩa là V-line, thay cho cái gương mặt hình chữ X ở đời trước nâng cấp. Một cái điểm mới ở gương mặt VOS 2018 nữa chính là cái cụm đèn chiếu sáng ban ngày công nghệ LED ở đây. Phần đèn trước của VOS 2018 phiên bản G này, phiên bản cao cấp nhất, vẫn sử dụng công nghệ halogen chứ chưa phải là công nghệ LED hiện đại giống như là chiếc Honda City 1.5 Turbo. Cái phần đèn cốt thì đặt trong cụm đèn bi projector này. Ở đây mình thấy có một điểm rất là thú vị, đó là Toyota đã tách cái phần đèn mi ra khỏi cái đèn chiếu sáng ban ngày, thay vì gộp chung như là số đông những cái mẫu xe hiện nay trên thị trường. Cụm đèn sương mù bên dưới thì vẫn sử dụng công nghệ halogen. Thân xe có lẽ là phần có ít sự thay đổi nhất trên VOS 2018. Cái điểm khác biệt rõ ràng so với đời trước nằm ở thiết kế bộ mâm. Nhưng mà kích thước bộ mâm thì vẫn là 15 inch, không khác biệt so với đời trước. Một cái điểm thay đổi mới nữa, đó chính là trên tay nắm cửa này, chúng ta có thêm một nút bấm của hệ thống khóa Smart Key. Bây giờ, VOS 2018 nó đã chuyển sang sử dụng hệ thống khóa thông minh Smart Key, hay còn gọi là Keyless Entry. Đó. Đáng mừng là cái hệ thống phanh sau của VOS 2018 vẫn sử dụng loại đĩa, chứ không phải là cái loại tang trống giống như VOS ở bên thị trường Thái ở đầu năm nay mình có dịp qua xem. Phần đuôi của VOS 2018 cũng được Toyota đập đi xây lại hoàn toàn. Thì bây giờ cái phần đuôi của VOS 2018 trông nó mềm mại hơn, uyển chuyển hơn nhờ cái cụm đèn hậu phía sau. Nếu không muốn nói là có phần sexy hơn, thật lòng thì mình thích cái thiết kế phần đuôi của VOS 2018 hơn là đời trước. Nhưng mà mình lại thích cái phần đầu của VOS đời trước hơn là cái đời 2018 này. Ở đây thì chúng ta có những cái cảm biến va chạm ở phía sau. Nhưng mà có một điểm trừ là Toyota không trang bị sẵn cái camera rear cho VOS phiên bản G cao cấp nhất. Nhưng mà không sao, cái trang bị camera rear này thì bây giờ chúng ta có thể nâng cấp một cách dễ dàng. Và cái chi phí thì cũng không quá cao, chỉ khoảng hơn 500 ngàn cho đến 1 triệu thôi là đã có camera rear. Phần cốp sau thì chúng ta có thể mở qua cái nút ở dưới đây, hoặc là đè một cái nút ở trên remote. Đó. Dung tích cốp sau của VOS 2018 không biết là có được Toyota mở rộng thêm hay không, nhưng mà quan sát bằng mắt thường nha thì mình có cảm giác là nó rộng hơn so với lại cái cốp sau của VOS đời trước nâng cấp. Đời trước nâng cấp facelift á, thì nó có dung tích là khoảng 508 lít, thì nó đứng sau Honda City trong phân khúc. Phiên bản G cao cấp nhất được trang bị bộ ghế da màu kem trông rất là sáng và thoáng đãng. Không gian hàng ghế sau thì vẫn không có sự thay đổi nào so với đời trước. Không gian đầu thì khá tốt. Chỗ để chân thì mặc dù không phải là tốt nhất trong phân khúc, nhưng mình nghĩ là cũng thuộc diện tốt thứ nhì hay là tốt thứ ba rồi. Hàng ghế sau này thì chúng ta cũng có một cái bệ tùy tay kim chỗ để ly. VOS 2018 thì vẫn chưa có được trang bị cái cửa gió phục vụ riêng cho hàng ghế sau. Nhưng mà có một cái điểm cộng ở đây là Toyota đã bổ sung một cái miếng da lót cái bệ tùy tay để giúp cho cái khoang xe trông cao cấp hơn một chút. Hàng ghế trước của VOS cũng có cái miếng da lót cho bệ tùy tay, một cái bổ sung rất là ý nghĩa so với đời trước. Về thiết kế của bản tắp lô thì các bạn có thể thấy là khác hoàn toàn so với lại đời trước nâng cấp facelift luôn. Nhưng mà cái phong cách thiết kế của bản tắp lô vẫn là cái kiểu
giải da, rất là Toyota, rất là quen thuộc. Thì chúng ta nhìn thấy có vẻ là giống da đúng không, nhưng thật sự nó chỉ là nhựa cứng thôi. Những đường chỉ ở đây chỉ là giả và nó tạo cho chúng ta cảm giác giống da nhưng mà lại không phải là da. Bù lại thì nó vẫn cho chúng ta cái cảm giác không gian nội thất của chiếc xe khá là cao cấp. Đây là một cái chiếc lý thiết kế rất là thông minh, rất là khôn khéo của Toyota. Bên cạnh đó thì mình thấy là Toyota họ cũng sử dụng nhiều cái vật liệu nhựa đen bóng cho cái phần trung tâm bản thắp lô để giúp cho không gian nội thất chiếc xe thêm phần hào nhoáng. Về trang bị tiện nghi trên Vios 2018 thì mình thấy cũng rất là đầy đủ trong phân khúc. Bây giờ chúng ta đã có Smart Key, đã có bật tắt động cơ qua nút bấm. Thì trang bị này chỉ có cho phiên bản Vios G cao cấp nhất. Rồi chúng ta cũng có luôn cái bật tắt đèn tự động nè, gập gương điện. Nói chung là đầy đủ hết. Hệ thống giải trí thì có đầu đọc DVD. Nhưng mà hơi tiếc là đầu này đến từ hãng thứ ba, đến từ hãng Pioneer chứ không phải là đầu của Toyota. Thế nên là nhìn nó hơi rời rạc. Ở bên Thái sử dụng cái đầu đọc chính hãng, thế nên là nó sẽ tràn qua tới đây luôn và nhìn nó liên lạc hơn. Rồi, hệ thống điều hòa tự động. Nhưng mà so với lại City và Accent trong phân khúc thì Vios vẫn thiếu kiểm soát hành trình Cruise Control. Bên cạnh đó thì so với lại Accent nha, Vios vẫn thiếu cái bật tắt gạt mưa tự động và thiếu cái cửa sổ trời. Cái bật tắt gạt mưa tự động thì mình nghĩ là rất là cần, nhưng mà cửa sổ trời thì trong phân khúc này mình nghĩ cũng không quá cần thiết đâu. Bảng đồng hồ tốc độ của Vios 2018 có thiết kế mới hoàn toàn luôn. Thì cái phần màn hình hiển thị đa thông tin ở bên dưới, theo như mình nhớ không lầm thì nó nhỏ hơn so với lại Vios ở bên thị trường Thái. Nó vẫn hiển thị kiểu đơn sắc giống đời trước, thay vì là cái kiểu màu của Vios bên thị trường Thái. Về cái trang bị an toàn của Vios 2018, bây giờ có lẽ là chúng ta cũng không thể chê được gì. Bởi vì Toyota đã trang bị cho phiên bản G cao cấp nhất này 7 túi khí, có hệ thống ổn định thân xe điện tử VSC, có kiểm soát lực kéo traction control. Nói chung là đầy đủ những trang bị an toàn chủ động và bị động. Nó chỉ thiếu cái camera da thôi. Nhưng mà với cái đầu giải trí màn hình cảm ứng này thì chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp thêm một cách dễ dàng cái camera da đó. Bên dưới nắp máy vẫn là động cơ 2NRFE giống trước đây. Thì động cơ này có dung tích 1.5 lít 4 xi lanh thẳng hàng, có công nghệ van biến thiên kép Dual VVTi cho cả van xả và van nạp. Công suất tối đa của động cơ này là 107 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 140 Nm. Về cơ bản thì Vios vẫn sử dụng cái hộp số biến thiên vô cấp CVT giống đời trước. Thì cái hộp số này nó có thêm một cái chế độ giả lập sang số thể thao 7 cấp. So lại thị trường bên Thái thì Vios Việt Nam mới có tính năng này nha, Vios bên Thái thì vẫn chưa có. Mình thấy là nhiều bạn hay chê là xe lắp ráp trong nước thiếu trang bị so lại xe nhập khẩu, nhưng mà điều đó hiện nay thì có lẽ là cũng không còn đúng nữa. Có thể nói Vios 2018 nay đã sở hữu rất là nhiều những trang bị tiện nghi và an toàn thuộc diện cạnh tranh trong phân khúc. Nhưng nếu là mình ở cái tầm giá 600 triệu đồng thì mình sẽ cố để sở hữu một cái xe sedan hạng C. Bởi vì mình thích cái độ êm ái của hệ thống treo sau là loại độc lập của xe sedan hạng C hơn là cái kiểu dòng xoắn của xe sedan hạng B chúng ta thường thấy. Và bên cạnh đó thì xe sedan hạng C, cái phần chiều rộng nó cũng sẽ nhỉnh hơn so với lại sedan hạng B. Điều đó có nghĩa là không gian bên trong nó cũng sẽ tốt hơn. Đó, và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Xin cảm ơn. Hiện nay thì Toyota Đông Sài Gòn đang có chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn dành cho Vios 2018. Đó chính là gói bảo dưỡng miễn phí trong 20.000 km hoặc là trong 2 năm tùy điều kiện nào đến trước. Thì đây là thông tin thêm mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng là các bạn thích.